Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ultraxa. Sau phần 1 được khá nhiều các bạn ủng hộ và muốn mình làm thêm các phần tiếp theo, nên trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về các loài cá sấu nổi tiếng ở thế giới thực khi xuất hiện trong tựa game Ark Survival sẽ trông như thế nào. Thực tế theo mình tìm hiểu thì chỉ có 2 loài chính thức mà thôi, nên mình sẽ đề cập thêm một số loài cùng xuất hiện trên danh nghĩa là một bản mod bổ sung cho danh sách này thêm sinh động. Nếu các bạn có thông tin gì cần đến chính, có thể bình luận bên dưới để chúng mình khắc phục trong các video sau. Còn bây giờ thì đến với những nội dung chính thôi nào. Sarcosuchus. Sarcosuchus, còn được gọi là Sarco, là một trong số ít loài cá sấu xuất hiện trong tựa game Ark Survival. Đó là một mối đe dọa đáng lưu tâm đối với các anh em game thủ. Sarcosuchus exorbitans là một loài cá sấu rất lớn. Nó có hộp sọ khổng lồ kết thúc bằng một chiếc mũi to. Nó thường có màu nâu xanh và được bao phủ bởi những mảng đen sẫm, như hầu hết các loài cá sấu hiện đại đều có. Sarcosuchus có lưng có nhiều gai xương, đóng vai trò phòng thủ trước những kẻ săn mồi cạnh tranh với nó. Tất nhiên là không loại trừ các loài Sarcosuchus khác. Nó có những chiếc đuôi dài và khỏe, hữu ích cho việc di chuyển qua những con sông nơi nó sinh sống. Ở môi trường hoang dã, Sarcosuchus rất giống với những gì chúng ta có thể mong đợi từ một con cá sấu khổng lồ. Đó là một cỗ máy săn mồi thực sự. Nó sẽ tấn công bằng bộ hàm thon dài khổng lồ, giống như hầu hết các loài cá sấu hiện đại. Nó thường nằm yên hoàn toàn trong môi trường sống ven sông, tìm kiếm thời điểm hoàn hảo để phục kích con mồi một cách bất ngờ. Thỉnh thoảng, chúng sẽ lao lên đất liền để giết con mồi, kể cả đó là con người. Sarcosuchus di chuyển dưới nước nhanh hơn trên cạn. Đó là điều tất nhiên đối với một con cá sấu. Dù ở trên cạn hay dưới nước, nó cũng sẽ có những pha tấn công toàn diện thể hiện sức mạnh của mình. Nếu Sarcosuchus muốn tóm lấy con mồi và sử dụng cú cuộn tròn tử thần, nó nhanh chóng lao về phía trước để tấn công bất ngờ, nhắm chính xác mục tiêu một cách cực kỳ dễ dàng. Mặc dù không mạnh mẽ như Megalodon, nhưng chúng nhanh nhẹn hơn, có sức chịu đựng cao hơn và có khả năng di chuyển trên đất liền. Nó luôn cảnh giác cao độ và luôn vô cùng nguy hiểm. Nó thậm chí còn được biết là đã nhảy lên thuyền và cũng có thể di chuyển quãng đường dài đi đuổi theo con mồi. Sarcosuchus là một thợ săn xuất sắc nhờ sức mạnh của mình. Khi đi săn theo bầy, chúng có thể đối đầu với những loài khủng long bạo chúa nổi tiếng. Điều này khiến chúng trở thành những người bảo vệ xuất sắc. Phương thức tấn công của chúng bao gồm nhiều cuộc tấn công khác nhau, khiến chúng trở nên nguy hiểm khi đối phó ngay cả với thú cưỡi là loài khủng long lớn. Khi được thuần hóa, Sarcosuchus vẫn giữ nguyên bản năng của mình, vẫn vô cùng hung dữ, thậm chí còn khiến những con cá piranha phải bỏ chạy khi nhìn thấy nó. Mặc dù là sinh vật sống ở sông, nhưng Sarcosuchus có vẻ khá thoải mái ở đại dương. Nhiều cộng đồng ngư dân sử dụng chúng làm thú cưỡi chỉ để giúp chống lại Megalodon hoặc để tiếp cận tốt hơn vào các nguồn tài nguyên được tìm thấy trong các rạn san hô. Các chỉ số cụ thể về Sarcosuchus các bạn có thể tham khảo thêm ở trang chủ của tựa game nhé. Caprosuchus. Đây, nhân vật làm các bạn cay từ đầu tới cuối mỗi khi đụng mặt lại đây, không ai khác là Caprosuchus. Loài cá sấu này trong Ark được gọi đơn giản là Capro hoặc Gator. Nó có thể là một nỗi kinh hoàng đầm lầy, biển đầy răng nhọn đang chờ đợi để làm gỏi bạn và con thú cưỡi của bạn. Về vẻ bề ngoài thì Caprosuchus có đặc điểm giống với loài họ hàng của đó là Sarcosuchus, nhưng vẫn có những điểm riêng biệt. Nó có đôi chân dài, được tạo ra để chạy nước rút khi con mồi trên cạn thoát khỏi cuộc phục kích ban đầu, cũng như những chiếc răng nanh giống như ngà của loài lợn rừng, khiến nó có biệt danh là cá sấu lợn rừng. Chân sau của nó dài hơn một chút so với phía trước, tạo cho nó một dáng đi rất khác biệt, và đầu của nó nhỏ hơn và hẹp hơn so với các họ hàng cá sấu khác, với mõm nhỏ và hình chữ nhật. Nó cũng có bướu ở lưng khi Sarcosuchus có đuôi dài. Nó thường có màu nhạt hơn, thường là màu xám nhạt, tím so với màu đen và xanh đậm, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nó có hai chiếc răng dài ở hàm dưới, nó cũng không có vảy dài và phẳng ở đuôi như ở những con cá sấu sau này. Trong môi trường hoang dã, nó là họ hàng của Sarcosuchus. Caprosuchus balodentium là loài ăn thịt sống dưới nước ẩn nấp trong các đầm lầy trên đảo. Nó thường khó bị phát hiện do mật độ cây cối dày. Nó là thợ săn đơn độc săn lùng những sinh vật vừa và nhỏ. Khi tấn công, Caprosuchus sử dụng hai chiến thuật chính. Đầu tiên, nó sẽ kiên nhẫn chờ đợi dưới mặt nước và khi mục tiêu ở đủ gần, nó sẽ thực hiện một cú nhảy sang một bên để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với con mồi và kéo nó xuống dưới nước. Thứ hai, nó sẽ tấn công các khu vực quan trọng của con mồi để tiêu hao sức chịu đựng của nó. Hai kỹ thuật này ngăn chặn hiệu quả hầu hết các sinh vật thoát khỏi Caprosuchus khi cuộc tấn công bắt đầu. Nếu Caprosuchus bị kích động, nó sẽ cố gắng lao vào bạn và nếu tấn công, nó sẽ kéo bạn ra khỏi thú cưỡi và tiến hành cắn xé. Cho đến khi một trong hai bên chết,
trừ khi bạn dùng roi để hy vọng tự cứu lấy mình. Các đòn tấn công của nó có thể tiêu hao sức chịu đựng. Điều này sẽ khiến việc chiến đấu trở nên khó khăn khi thực hiện một mình hoặc thậm chí là theo nhóm, không có thuần hóa đủ mạnh. Còn khi Gabrosuchus được thuần hóa rồi, thì có khá nhiều luận ý kiến về tính hữu dụng của nó. Một số người yêu thích tốc độ của nó cả trong và ngoài nước. Về cơ bản khiến nó trở thành một trong những loài thú cưỡi cỡ nhỏ, nhanh nhất trên mọi địa hình khi di chuyển qua những vùng đất ngập nước. Những người khác không thích Gabrosuchus thì bảo rằng nó tương đối yếu đuối và không nghĩ rằng tốc độ cao và các cuộc tấn công đầy bẫy của nó sẽ bù đắp được khuyết điểm này. Các chỉ số cụ thể về Gabrosuchus các bạn có thể tham khảo thêm ở trang chủ của tựa game nhé. Deinosuchus. Bên trên là hai loại cá sấu có sẵn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các loại cá sấu được mod thêm để tăng phần đa dạng cho content ngày hôm nay nhé. Đầu tiên sẽ là Deinosuchus. Nó là một loại cá sấu to lớn và cồng kềnh. Nó thường có xu hướng bơi quanh đầm lầy, sông và đại dương, chờ đợi con mồi đến trong phạm vi tấn công. Deinosuchus có bộ hàm khổng lồ và mạnh mẽ. Chúng dùng để bẻ gãy xương con mồi và ngăn chặn những con mồi này trốn thoát. Cố gắng trốn thoát trong khi chịu tác động từ những vết cắn của loài cá sấu này sẽ giúp bạn nhanh hóa kiếp hơn mà thôi. Điều này cùng với lớp da cực kỳ cứng chắc của chúng có thể khiến việc xử lý Deinosuchus trở thành một nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm. Khi được thuần hóa, Deinosuchus có thể xử lý nhanh chóng nhiều sinh vật, cả trên cạn và dưới nước. Hầu hết các sinh vật dường như thiếu trí thông minh để tạm dừng chuyển động khi phải chịu tác động hủy diệt của vết cắn từ Deinosuchus. Và điều này cuối cùng khiến chúng phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Bất kỳ bộ tộc nào kiểm soát Deinosuchus đều tung ra một cú đấm nguy hiểm hoặc trong trường hợp này là cắn. Các chỉ số cụ thể hơn về Deinosuchus các bạn có thể tham khảo thêm ở trang chủ của tựa game này nhé. Parrotsaurus. Parrotsaurus là một loài bò sát được xuất hiện trong sinh vật bổ sung 2 World Ark. Những thông tin bên dưới về bản mod của loài này mình sẽ trích lại từ website của đơn vị mod các bạn nhé. Parrotsaurus có nghĩa là thằng lằn Parrot. Theo tên sông Parrot ở Peru, nơi nó được tìm thấy, là một loài cá sấu khổng lồ sống ở thế Miocene khoảng 10 triệu năm trước. Parrotsaurus là một trong những loài cá sấu lớn nhất từng tồn tại, dài 10 mét và nặng khoảng 6 tấn, chỉ kém Deinosuchus về kích thước. Nó là loài săn mồi hàng đầu trong môi trường sống của nó, cùng tồn tại và săn bắt các loài động vật có vú lớn, đồng thời sống cùng với các loài cá như Mega Piranha. Parrotsaurus đã có một lịch sử lâu dài về sinh vật bổ sung. Parrotsaurus Leviathan đã được thêm vào bản mod sinh vật bổ sung ban đầu với tư cách là một loài Leviathan săn mồi hàng đầu của đại dương, nơi nó sẽ săn bất cứ thứ gì di chuyển, bao gồm cả Mosasaurus và Tussotheodis. Nó có chỉ số cơ bản cao và có khả năng tóm cũng như kéo đi những sinh vật có kích thước tương đương với Tyrannosaurus. Tuy nhiên, nó đã nhận được TOC sau đó trong sinh vật bổ sung 2, World Ark, nơi nó đã thay đổi theo một số cách chính khác. Nó trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, được bọc thép và cực kỳ lớn, có chiều dài tương đương với Mosasaurus. Tuy nhiên, có một nhược điểm là nó cần được ăn Apex Equipo để thuần hóa. Nó cũng bị giảm sức mạnh sau khi được bổ sung, chẳng hạn như loại bỏ khả năng tóm lấy thay thế bằng một đòn lao tới gây sát thương và khiến nó từ từ nghẹt thở khi ở trên đất liền. Cuối cùng, nó đã bị loại một lần nữa do có nhiều lỗi và vấn đề về hình ảnh, nhưng dự kiến sẽ nhận được một TOC khác trong tương lai. Phasolasuchus. Phasolasuchus là loài đã chiến thắng trong cuộc bình chọn sinh vật thứ tư và được giới thiệu với Ark Survival Action trong DLC Scorched Earth. Chi tiết về nó là gì sẽ được mình tiết lộ ngay bây giờ. Vùng đất hoang này chứa đầy những điều bất ngờ và không hẳn là điều tốt đẹp. Có thứ gì đó trong dấu Phasolasuchus ở đây. Nếu những con cá sấu nguyên sinh đó không thể bơi trong cát giống như ở dưới nước, những con thú này có thể bất ngờ xuất hiện để phục kích bạn hoặc bơi xung quanh bạn đủ nhanh để bắt bạn trong một xoáy nước cát. Mình cũng không thể diễn tả hết mức độ nguy hiểm của cái bẫy chết người này. Thêm vào đó, đuôi của nó đủ khỏe để hất cát lên làm mù mắt kẻ săn mồi cũng như là con mồi. Nếu có thể thì bạn nên tránh xa những loài này, vì có thể nó sẽ có tuyến axit ở gốc phải gai và trong miệng. Vết cắn ăn da của chúng dường như tan chảy qua lớp da dày nhất. Còn khi nó được thuần hóa thì đồng nghĩa với việc bạn đã sở hữu một trong những con quái vật bơi trên cát và sẽ là vật cưỡi tuyệt vời. Nhưng chút may mắn làm chậm lại thứ gì đó có thể loại bỏ hầu hết các chất gây nghiện. Bạn có thể thử làm mềm một quả bằng chất nổ, lấy một chiếc gai và đâm nó vào trong một tảng đá. Nhưng bạn phải có tinh thần một chút mới thử được. Theo những thông tin mình tìm được, thì những người nghiện Adrenaline có thể thuần hóa Phasolasuchus sẽ kiếm cho mình một chuyến đi đáng kinh ngạc qua những bãi cát thiêu đốt này. Chúng dường như đã thích nghi với việc chiến đấu với những con mồi lớn hơn. Bryodosuchus.
Ngoài các loại săn mồi mặc định và được mod, thì chúng ta sẽ có một loại khác được fan mod. Một trong số đó là Bryodosuchus. Mình không có nhiều thông tin về loài này, nên mình xin phép đọc lại nguyên văn những chia sẻ của chủ nhân đã mod ra loài này nhé. Năm 2020 chắc chắn là một trong những năm đó. Dù sao đi nữa, công việc vẫn phải tiếp tục. Đó là việc học đại học của tôi. Nhiệm vụ là tạo ra một sinh vật thời tiền sử sẵn sàng cho trò chơi có thể phù hợp với thế giới Ark Survival. Yêu cầu duy nhất là nó phải có thể điều khiển được. Nên tôi quyết định làm Bryodosuchus, một trong những loài sinh vật lớn nhất từng tồn tại, dài tới hơn 9 mét. Đây cũng là lần đầu tiên tôi sử dụng Substance Panther. Đúng cách và trong khi xem qua nhiều hướng dẫn nhất có thể, cuối cùng tôi đã hiểu ra. Nhiều điều tôi muốn làm khác đi nhưng phải tiếp tục với các dự án khác. Phản hồi của bạn luôn được đánh giá cao. Cảm ơn bạn. Vừa rồi là các loại cá sấu đã xuất hiện mặc định hoặc được mod thêm trong thế giới Ark Survival. Các bạn có đang sở hữu hoặc đang chạm trán với những loại này chưa? Nếu có thông tin cần bổ sung hay đính chính, các bạn hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Một việc quan trọng nữa trước khi kết thúc video này là các bạn hãy ấn like, subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.